8 lời dạy của cổ nhân xưa giúp bạn thay đổi cuộc đời, vươn lên mạnh mẽ. Quý vị thân mến, cuộc sống ngày càng hiện đại, xã hội vật chất ngày càng thay thế mạnh mẽ cho xã hội tinh thần. Khi mà tỷ lệ con người lựa chọn cuộc sống theo chủ nghĩa hưởng thụ luôn áp đảo số lượng người muốn quay trở về với những giá trị tinh thần đúng nghĩa. Tuy nhiên, dù xã hội có phát triển đến đâu, xu hướng nào có lên ngôi đi nữa, thì cũng có những thứ giá trị vĩnh viễn không bao giờ thay đổi tầm quan trọng, bởi chúng đóng vai trò như một chiếc neo giúp con thuyền vững vàng trong giông tố. Hãy lắng nghe 8 lời dạy của người xưa sau đây, đề cập đến những giá trị vô cùng quan trọng trong đời người, sẽ giúp bạn đường đời thông thuận, an lành và may mắn. 1. Bạn đối tốt với cha mẹ 2 lạng, con cháu sẽ trả lại bạn 1 cân. Bạn đối đãi với cha mẹ thế nào, tương lai con cháu sẽ đối xử lại với bạn như vậy. Người ta thường ví 3 thế hệ trong gia đình giống như một cây đại thụ. Ông bà là gốc và thân, cha mẹ là cành lá, con cái là quả. Chỉ có chăm bón gốc thì cành lá mới phát triển tốt, quả trên cây mới có thể có đầy đủ dinh dưỡng. Khi một người hiếu thuận với cha mẹ của mình, họ sẽ trở thành tấm gương để con cái noi theo. Hàng ngày, con cái của họ sẽ thấy cha mẹ của mình tôn kính và đối xử tử tế với đấng sinh thành, mưa dầm thấm lâu. Con trẻ sẽ thông qua hành vi của cha mẹ mà hiểu được 2 chữ hiếu thuận. Sau này chúng cũng sẽ hiếu thuận và chăm sóc cha mẹ của chúng một cách tận tình. 2. Vàng ở khắp mọi nơi, một phần năng lực của một phần tiền. Thay vì oán trách người, chi bằng hãy ra roi thúc ngựa. Trên thế giới này, ở đâu cũng đều là cơ hội, quan trọng là xem bạn có năng lực hay không. Nếu bạn có 1 phần năng lực, bạn sẽ có 1 phần cơm, ông trời rất công bằng. Nếu có 3 phần năng lực, lại muốn ăn 10 phần cơm, nhất định phải dùng đến thủ đoạn mới đạt được. Nhưng làm như vậy, dù có thật sự giàu có thì trong lòng cũng không được an yên. Cơ hội ở khắp mọi nơi, không cần phải đầu cơ trục lợi, chỉ cần bạn có năng lực thì không sợ không có đất dụng võ. Hơn nữa, chỉ có kiếm tiền dựa trên năng lực, chúng ta mới có thể làm người mà không thẹn với lương tâm. 3. Đấu gạo nuôi ân, gánh gạo nuôi hận. Lòng tốt thì cũng có giới hạn và mức độ. Lòng tốt không có quy tắc sẽ thành ra nhu nhược. Một người khi đang đói rét túng quẫn, nếu bạn cho anh ta một đấu gạo thì sẽ giải quyết được vấn đề lớn của anh ta. Anh ta sẽ biết ơn bạn. Nhưng nếu bạn tiếp tục cho anh ta gạo, lâu dần anh ta sẽ coi đó là điều hiển nhiên. 1 đấu gạo không đủ, 2 đấu gạo không đủ. Dần dần, 1 gánh gạo cũng cảm thấy như giọt nước trong biển cả. Có cho bao nhiêu cũng cảm thấy không thỏa mãn. Trong cuộc sống thường có những chuyện như vậy. Khi bạn giúp đỡ ai đó lần đầu tiên, anh ta sẽ rất biết ơn bạn. Thế nhưng đến lần thứ 2, sự cảm kích trong anh ta sẽ phai nhạt dần. Sau vô số lần như vậy, anh ta sẽ ngang nhiên cho rằng đó là điều bạn nên làm cho anh ta. Thậm chí đến một ngày, nếu bạn không giúp đỡ anh ta nữa thì anh ta sẽ quay ra oán trách bạn. Vậy nên, lòng tốt của bạn nhất định phải có chừng mực. Khi một người không muốn tiến bộ và một mực cầu xin sự giúp đỡ, xin hãy khéo léo thu lại lòng tốt của bạn đúng lúc. 4. Một nghề cho chín còn hơn 9 nghề. Tục ngữ đã nói rất hay, một nghề cho chín còn hơn 9 nghề. Sức người là có hạn, muốn đạt được thành công một ngành nào đó thì phải không ngừng trau dồi trong ngành này. Nếu cái gì cũng muốn học thì kết quả cuối cùng chính là không học được gì cả. Tinh thần thợ thủ công lành nghề đang được cổ vũ hiện nay cũng chính là đạo lý đó. Cần đạt đến trình độ cao trên một lĩnh vực, đó chính là trở thành thợ thủ công lành nghề. Cũng chính là có thể cho ra những sản phẩm chất lượng nhất. Làm việc gì cũng nhất định phải kiên trì đến cùng. Kiên trì chính là thắng lợi. 5. Đưa đò đưa đến bờ kia sông, xây tháp thì phải xây đến đỉnh. Làm việc gì cũng nhất định phải kiên trì đến cùng. Kiên trì chính là thắng lợi.
Trên đời này sở dĩ nhiều người gặp thất bại không phải vì họ thiếu tài năng hay kém may mắn, mà là vì họ không kiên trì đến cùng. Có một quy luật nổi tiếng gọi là quy luật hoa sen. Ngày đầu tiên chỉ nở một phần nhỏ, sang ngày thứ hai sẽ nở nhanh gấp đôi ngày trước. Đến ngày thứ 30, cả ao nở đầy hoa. Bạn có biết khi nào hoa sen nở một nửa không? Từ ngày 29 đến ngày 30, chúng sẽ nở đầy. Ngày cuối cùng có tốc độ nở nhanh nhất bằng tổng của 29 ngày trước đó. Tuy nhiên, đại đa số mọi người trên thế giới thì đều dừng lại ở ngày thứ 29. Thành công tưởng chừng như còn rất xa, thế nhưng kỳ thực họ lại chỉ cách thành công một bước chân nữa thôi. 6. Xuống đáy biển mới biết biển sâu, con nuôi con mới thấu tỏ lòng cha mẹ. Không xuống đến đáy biển thì không biết biển sâu bao nhiêu. Không làm cha mẹ thì sẽ không biết hành trình nuôi con gian nan đến thế nào. Chỉ khi việc đến tay mới có được sự đồng cảm thật sự. Vậy nên bậc trí già Trung Hoa Vương Dương Minh xưa kia mới nói, chi hành hợp nhất, nghĩa là hiểu biết và thực hành phải đi đôi với nhau. Hiểu biết thật sự đều là có được thông qua hành động. Một người không phải là cha mẹ sẽ không bao giờ biết được cha mẹ đã phải trải qua, đã phải hy sinh bao nhiêu. Khi mà đã trải qua những vất vả nuôi con, mới hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ, mới có thể có sự biết ơn và biết sự hiếu thảo với cha mẹ. 7. Biết ơn đời thì đời sẽ thương ta. Người sống ở đời quan trọng là có một trái tim cảm ơn, nhận ân huệ của người cần phải nhớ mãi ở trong tâm. Một người hiểu được cảm ơn nhất định là một người lương thiện. Một người biết báo ân cũng chính là người có tấm lòng rộng mở, tâm hồn trong sáng. Họ sẽ nhận được phúc báo, được sống thanh thản, yên bình giữa bão táp phong ba. Mỗi người từ lúc sinh ra cho đến khi nhắm mắt xuôi tay đều không thể tách khỏi những mối quan hệ quần thể. Ngày nhỏ thì có mẹ cha chăm bẵm, lớn lên đi học thì được thầy cô coi sóc, bạn bè chơi cùng. Sau này trưởng thành, ra đời lập nghiệp lại có đồng nghiệp, đối tác và bạn bè giúp đỡ. Như thế, mỗi chút tiến bộ, mỗi điều thu hoạch được của đời người đều không tách khỏi sự giúp đỡ của một ai đó. Mãi mãi ghi nhớ lòng tốt của người khác mới có thể mỗi ngày được ngắm ánh sáng mặt trời, mỗi ngày đều có bạn bè bầu bạn, cuối đời sẽ có hạnh phúc đi theo. Trái lại, nếu lòng chỉ luôn ghi nhớ thiếu sót lỗi lầm của người khác thì bạn sẽ chỉ tự làm khổ mình mà thôi. 8. Trăm khêu đèn thì đèn sẽ luôn sáng, siêng mài dao thì dao mới sắc được. Chỉ cần bạn siêng năng thì trên đời không có việc gì là khó. Trăm khêu đèn thì đèn sẽ luôn sáng, siêng mài dao thì dao cũng mới sắc bén được. Tăng Quốc Phiên còn cho rằng, dù là nhà ở cơ quan hay trường, trong quân đội, cũng đều cần phải lấy chữ cần siêng năng làm nền tảng. Đạo trời báo đáp người chăm chỉ, một người dù tư chất của anh ta có như thế nào, miễn là anh ta siêng năng và kiên trì không ngừng, tài trí của anh ta tự nhiên sẽ được tích lũy từng chút một. Những người thành tựu sự nghiệp to lớn không cần phải có trí thông minh hơn người, nhưng ắt phải có sự chăm chỉ hơn người. Người xưa nói cần cù bù thông minh, thêm một phần gieo trồng thì thêm một phần thu hoạch. Không ai có thể dựa vào tài năng bẩm sinh để thành công, chỉ có chăm chỉ mới có thể biến tài năng bẩm sinh thành thiên tài. Thành công to lớn là có tỷ lệ thuận với sự lao động chăm chỉ. Thêm một phút lao động thì có thêm phần thu hoạch xứng đáng. 9. Lễ chi dụng, hòa vi quý. Chỗ dùng của lễ, lấy hòa làm quý. Người xưa coi trọng hòa khí, xem hài hòa là cảnh giới đáng để tu dưỡng của đời người. Chuyện kể rằng, Lạn Tương Như đi xứ nước Tần, giữ được quốc thể, lập công lớn. Triệu Huệ Văn Vương hết sức tín nhiệm Lạn Tương Như, phong làm thượng khanh, địa vị cao hơn từ đại tướng Liêm Phà. Liêm Phà không phục, nói với các môn khách: ta là đại tướng của Triệu, lập bao công lao trên chiến trường. Lạn Tương Như thì có gì ghê gớm, chỉ dựa vào ba tấc lưỡi mà lại vượt lên đầu ta. Nếu ta gặp hắn,
ta sẽ cho hắn biết tay. Chuyện đến tai Lạn Tương Tư, ông liền cáo bệnh không vào triều. Một hôm, Lạn Tương Như có việc, cùng môn khách ngồi xe đi ra ngoài. Từ xa thấy có xe ngựa của Liêm Pha đi tới. Lạn Tương Như vội bảo người đánh xe rẽ vào một ngõ hẻm để tránh đường. Việc đó khiến cho các môn khách của Lạn Tương Như rất bực bội, cho rằng Lạn Tương Như hèn nhát. Lạn Tương Như hỏi họ: "Các ông xem, giữa tướng quân Liêm Pha và Tần Vương thì ai có thế lực lớn hơn?" Mọi người đều nói tất nhiên là Tần Vương có thế lực lớn hơn. Lạn Tương Như nói: "Đúng vậy, chư hầu trong thiên hạ đều sợ Tần Vương. Thế mà ta dám mắng thẳng vào mặt Tần Vương, thế thì tại sao ta lại sợ tướng quân Liêm Pha? Ta chỉ nghĩ rằng nước Tần lớn mạnh không dám xâm phạm nước Triệu, bởi vì có ta và tướng quân Liêm Pha. Nếu hai người chúng ta bất hòa, nước Tần biết tin sẽ nhân cơ hội xâm phạm nước Triệu. Chính vì điều đó mà ta phải nhún nhường." Có người kể lại cho Liêm Pha. Liêm Pha rất hổ thẹn, liền để mình trần, mang roi gai trên lưng tới nhà Lạn Tương Như nhận tội. Ông nói với Lạn Tương Như: "Tôi là một kẻ lỗ mãng thiển cận, bụng dạ hẹp hòi, lại được ngài rộng lượng như vậy, tôi lấy làm hổ thẹn, xin tình nguyện chịu sự trách phạt của ngài." Lạn Tương Như vội đỡ Liêm Pha dậy, nói: "Hai chúng ta đều là đại thần của nước Triệu, tướng quân đã hiểu ra, tôi vô cùng cảm kích, đâu dám nhận lễ của tướng quân nữa." Hai người đều cảm động rơi nước mắt, từ đó họ trở thành bạn bè thân thiết. Sống trên đời, hài hòa với bản thân, coi nhẹ, danh lợi, thì tâm an, thân lạc. Hài hòa với người khác, thì mọi việc xuôi gió, thuận buồm, giao tình ấm áp. Có điều lẽ thường muốn có hòa, thì trước tiên phải nhẫn, phải buông. Nhẫn cái nóng giận nhất thời vì lợi ích, thể diện bị tổn thương, buông bỏ tự ngã, tự tôn và thật lòng nghĩ cho đại cuộc. Lão Tử nói: "Vạn vật phụ âm nhi bão dương, xung khí dĩ vi hòa." Nghĩa là trong vạn vật, không có vật nào không cống âm và ôm dương. Ở giữa là nguyên khí dung hòa. Hòa là trạng thái nguyên sơ tốt đẹp của vạn vật, vạn sự. Nên người xưa vẫn luôn theo đuổi cảnh giới hài hòa. Những câu nói lưu truyền từ ngàn xưa như hòa khí sinh tài, hòa khí trí tường. Hòa khí đem đến phúc lành, gia hòa vạn sự hưng, đều lấy làm hòa quý vậy. Là một người vui vẻ an hòa, hòa ái bao dung, tâm bình khí hòa, hòa hợp với mọi người, giữ gìn hòa khí, từ trong tâm tới ngôn hành cử chỉ, đều toát lên sự thân thiện, thiện ý, thiện lương, ấm áp, giàu nhân ái, thì đó chính là cội nguồn của hạnh phúc. Quý vị nhé.